Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 nhận định Futsal Argentina và Futsal Bologna 0 giờ ngày 4 tháng 10 được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Futsal Bologna, nên đội tuyển Futsal Argentina sáng cửa để bảo vệ thành công chức vô địch FIFA Futsal World Cup mà đội bóng Nam Mỹ này giành được vào 5 năm trước. Trên hành trình đi đến chung kết, đội tuyển Futsal Argentina thật sự khẳng định vị thế của một nhà đương kim vô địch. Họ không mấy khó khăn để vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Thách thức chỉ đến với đội bóng Nam Mỹ khi gặp nhiều đối thủ mạnh hơn, đẳng cấp cao hơn ở vòng knockout. Nhưng con đường đầy thách thức mới chứng minh năng lực của một nhà đương kim vô địch ở vòng 1/8. Paraguay chọc giận Argentina bằng bàn thắng dẫn trước, nhưng rốt cuộc nhà đương kim vô địch lật ngược để thắng với tỷ số rất đậm là 6-1 ở tứ kết và bán kết. Đẳng cấp của đội bóng lớn đã được đoàn quân của huấn luyện viên Matia thể hiện lần lượt vượt qua đương kim Á quân là đội tuyển Nga và đội bóng 5 lần vô địch là đội tuyển Futsal Brazil để tiến vào vòng chung kết. Đối thủ của Argentina trong trận đấu tranh chức vô địch là một Bologna không được xếp là ứng viên nặng ký trước khi giải đấu khởi tranh, nhưng đại diện của châu Âu đã làm nên bất ngờ khi tiến vào trận cuối cùng trên đường đi ấy. Bologna có lúc gây sốc khi hạ đội bóng số 1 thế giới là Tây Ban Nha 4-2 ở trận tứ kết. Bologna sở hữu một số cầu thủ có khả năng bùng nổ như Bani và Coelho. Đây là hai cầu thủ xuất sắc của đội bóng này khi ghi đến 10 trên 24 bàn thắng, trong đó Bani có 6 pha lập công. Nói cách khác, Argentina đã thể hiện hình ảnh công thủ toàn diện hơn so với đội tuyển Futsal Bologna. Vì thế, đội bóng Nam Mỹ đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được 5 năm về trước. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Futsal Bologna và Futsal Argentina. Dự đoán kết quả chung cuộc 4-2 nghiêng về đội tuyển Futsal Argentina. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.